Sáng nay ngày 20 tháng 10, ga Sài Gòn chính thức mở bán vé tàu Tết để phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết. Năm nay, ban giám đốc nhà ga đã chủ động đổi mới trong phương thức đặt chỗ và thanh toán, nên việc mua vé tàu của người dân trong ngày đầu bán vé Tết diễn ra tương đối thuận lợi. Ngày đầu mở bán vé tàu Tết, 8 giờ sáng ga Sài Gòn đã đông kín người. Khách đến mua vé theo số thứ tự đã đặt qua mạng hoặc tin nhắn trước đó. Chính vì vậy, tại khu vực mua vé, người dân không phải vất vả chờ đợi như trước. Cũng thấy hài lòng với những gì mình mua vé, mình muốn ngày nào thì nhân viên cũng tìm kiếm cho mình cũng đầy đủ. Nói chung là có số thứ tự mình canh giờ, trong cái đó là tổng đài có báo cho mình là từ số nào đến số nào là khoảng mấy giờ mình đến, mình mua là có hết, cho nên là mình canh đúng giờ mình đi. Năm nay vé nhanh hơn mọi năm nhiều, vé cũng còn trống cũng nhiều, với lại đặt trên mạng lấy vé cũng nhanh lắm. Để đảm bảo cho người dân mua vé được thuận lợi, năm nay chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn đã triển khai nhiều kế hoạch tổ chức bán vé mới, tăng thêm các quầy và nhân viên phục vụ. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn có vé ở trong và ngoài sân ga cũng được các đơn vị tập trung triển khai. Trong cái thời gian bán vé Tết thì chúng tôi mỗi ngày cấp qua cái điện thoại tin nhắn là 2.000 số thứ tự. Khách hàng có số thứ tự trên tin nhắn thì có thể mua vé tối đa là 4 vé một chiều Sài Gòn Hà Nội hoặc là Sài Gòn Hà Nội Sài Gòn. Để giảm cái thời gian chờ đợi của khách hàng, chúng tôi đã tăng cường thêm nhiều cửa vé. Cụ thể là hiện tại chúng tôi mở 14 cái cửa vé để phục vụ hành khách. Theo kế hoạch, để phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại dịp Tết 2020, năm nay ga Sài Gòn sẽ bán gần 300.000 vé tàu Tết. Ghi nhận trong ngày đầu tiên mở bán vé Tết, chỉ sau một tiếng đã có gần 38.000 vé được đặt. Trong đó, hơn 9.000 vé đã được thanh toán. Lãnh đạo ga Sài Gòn cũng khuyến cáo người dân cần xem kỹ lại thời gian phục vụ của các số thứ tự để không phải mất nhiều thời gian chờ đợi, đồng thời mang đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ khi đến làm thủ tục.